Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn với cái thiết kế 30m², xây 5 tầng mới một căn, và với cái vị trí của nó thuộc đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, cách với cầu Trắng khoảng tầm 500m, tiện ích chợ trường, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học xung quanh đầy đủ. Với vị trí này thì gần như nó là trung tâm quận Hà Đông rồi mọi người ạ. Và với cái ưu điểm của nó thì nằm ở trung tâm, tiếp theo là cái giá bán rất là hợp lý, chỉ nhỉnh 3 tỷ một chút thôi. Và với cái thiết kế 5 tầng thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Chủ nhà có lắp đặt điều hòa cũng như tặng nội thất cho mình. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì mặt tiền là 4m6, mặt hậu là 4m65, hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người nhé. Với cái phần cửa chính thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa inox 304, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Theo đúng như hiện trạng thì ngôi nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp với diện tích 30m thì công năng sử dụng tương đối thôi, còn nếu như để tuyệt đối thì nó không hẳn quý vị ạ. Và đây là phần tầng 1 thiết kế phòng khách này, phòng bếp. Phần hoàn thiện cơ bản đều đã được hoàn thiện xong hết, trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền, thiết bị vệ sinh. Theo đúng như hiện trạng thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay trong ngày, sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay. Đó, đây là phần tầng 1 phòng khách thiết kế ở đây. Chủ nhà cũng đờ co cho mình thêm một chút đồ về cái kệ này, cũng như là về chiếc đèn chùm này. Còn đây thì là phần phòng bếp, với phần không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý, tủ bếp được lắp đặt đầy đủ cho quý vị hết, gỗ tủ gỗ MDF chống cong vênh, mặt bếp thì là ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ốp gạch bông quý vị nhé. Với căn nhà này thì hồ sơ điện nước xong hết rồi, quý vị chỉ được dọn đồ về và ở thôi. Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Rất là lâu rồi Ngọc Ánh không hề có căn nào mà ở trên Mỗ Lao quay để gửi tới cho quý vị, bởi vì cái quỹ đất ở trên này nó còn quá là ít, cho nên có căn nhà này là Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị luôn. Giá bán rất là hợp lý nha mọi người, cách với đường ô tô đi lại thì khoảng tầm 100m, và đặc biệt thì nó không nằm ở trên ngõ thông, nó nằm ở trên mặt ngõ nhưng không phải là ngõ thông quý vị đã. Và ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc ốp đá đen cổ trắng. Ngoài đã review cụ thể đường, hướng, vị trí cho quý vị rồi. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin, căn này chỉ có một căn thôi, nên là quý khách nào nhanh chân thì còn, mà chậm thì vào tay người khác luôn. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà thưa quý vị. Với tầng 2 thiết kế, tầng 2, 3, 4 thiết kế giống nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng thực tế như ở trên video. Đấy, căn nhà này thì chủ nhà tặng giường này, tủ này, điều hòa cho quý vị. Cửa sổ mở ra rất là thoáng. Vị trí này thì gần với lại cầu Trắng. Nói chung là với cái vị trí ở phường Mỗ Lao này thì chắc quý vị biết rồi, nó là trung tâm rồi. Cầu Đen, cầu Trắng, bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều. Đi làm thì phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, rất là ổn nha. Đây là phòng vệ sinh sử dụng ở trên phía tầng 2 mọi người ơi. Đây ạ, cửa sổ ở trong phòng thoáng. Đây là bồn cầu mọi người nhé, nhìn rất là lạ mắt đúng không ạ? Chiếc bồn cầu này thì lần đầu tiên Ngọc Ánh nhìn thấy luôn ấy. Kệ, góc, rồi là sen tắm, lavabo, đáp ứng đầy đủ công năng cho một phòng vệ sinh. Vắt khăn già. Trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, cho nên rất là sạch và thoáng. Đấy, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế đây, cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa phòng ngủ thì thiết kế là cửa gỗ, rất là chắc chắn, đẹp. Đó. Với cái không gian phòng ngủ thì bởi vì cái công năng chủ nhà đã lắp cho mình một cái tủ quần áo nhỏ rồi. Và đây là giường 1m8, 2m, cho nên quý vị về vẫn có thể kiêm thêm đồ, bởi vì ở đây không gian còn lại của nó vẫn còn rất là rộng. Đây, đó, tầng 2 đây. Ở đây vẫn có thể kê thêm một bàn phấn này, lắp đầu giường này, tương đối ạ. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế giống hệt như tầng 2. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ siêu rộng với diện tích 30m, mặt tiền 4m6, rất là thoáng. Cửa sổ thông thoáng, thiết kế hợp lý mọi người ơi. Đó.
xung quanh, dân cư đông đúc, nằm trong khu dân cư quá là đông luôn. Trên tầng 3 này cũng thiết kế tương tự như tầng 2 vậy, cũng phòng vệ sinh này, cũng phòng vệ sinh ở trên phía tầng 3 đây. Quý vị nhận ra gì không ạ? Trên phòng vệ sinh tầng 2 và tầng 3 thì nó chỉ khác nhau mỗi một chiếc bồn cầu thôi, còn lại thì như nhau đó. Bồn cầu ly nắp mọi người nhé. Ở đây thì sử dụng nước sạch rồi, nước sạch sông Đà, điện lực EVN, thiết kế duy nhất một căn, cho nên quý vị cũng không cần phải hỏi em rằng là có chung tường chung móng với ai hay không nhé, bởi vì nó chỉ có một căn duy nhất thôi, xây độc lập. Đấy, cửa thông phòng tầng 2, 3 và 4. Mời quý vị theo em lên tầng 4 tiếp theo. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Ở các phần cầu thang đi lên thì đều có cửa sổ thông thoáng ánh sáng tự nhiên vào trong cái phần cầu thang. Tầng 4 thì cũng thiết kế như thế thôi, cho nên ngọc anh mới chia sẻ với quý vị rằng tầng 2, 3 và 4 mỗi tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng. Như vậy với cái căn nhà này, công năng sử dụng gọi là rất là ổn và tương đối mọi người nha. Mỗi một phòng ngủ thì chủ nhà lắp giường này, tủ này cho quý vị rồi. Phòng vệ sinh này, đầy đủ không gian ánh sáng ngập tràn tự nhiên vào trong không gian phòng vệ sinh đây. Đó. Và phần còn lại mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của căn 5 tầng mẫu lao này. Và đây là tầng còn lại của ngôi nhà với một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, đây là phần phòng thờ riêng của ngôi nhà. Với cái phần phòng này, đây. Quý vị sau này về có thể lắp một cái vách để thờ, trang trí rất là bày biện, rất là hợp lý. Ngoài ra thì đây là phần sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà quý vị nhé. Đấy, đứng từ vị trí quý vị có thể nhìn xung quanh, tiện ích, đầy đủ. Giá bán của anh để ở dưới phần bình luận. Nói chung với căn này thì giá chỉ hơn 3 tỷ một xíu xíu thôi. Rất là rẻ, rất là hợp lý tại thời điểm hiện tại. Và toàn bộ thì sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy tờ pháp lý hợp lệ thì mới có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị của ngôi nhà được. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.